Rồi, chào anh em. Hôm nay lên sóng giao lưu anh em một cù vú khủng nha anh em. Một cù vú lùng lực rất khủng nha anh em nha. Rất là đẹp nha anh em. Màu da thì vàng ống luôn. Cây được anh em mới khai thác giờ nha. Đường thân cốt thì nó nhì những cái viên đá, nhì nút đá luôn nha anh em. Nhỏ mà nhì nút đá hết nha. Rất là đẹp nha anh em. Cây này trọng lượng thì nó nặng phải tầm gần 500 kg nha anh em. Giờ em đo quanh nu nha. Quanh chỗ cái bầu nu đó nè. Là 24. 24. Rồi đo quanh sát gốc cho anh em. Cái bầu nu của nó là quanh 240 nha. Bầu gốc nó là 190. Sát gốc 190. Cụ này nặng khoảng gần 500 kg nha anh em. Cái này phải dùng xi cẩu quá nha anh em nha. Xi cẩu ghép xi nha anh em. Này cao 1.6 5. Đo lại anh, nó phải qua đâu mà đo đụng đất đi. Đụng đất luôn không? À. Nếu đụng đất luôn là 18. Rồi, đụng đất từ dưới đất lên là 180 nha. Còn cách mặt đất thì lên thì 16.7 nha anh em. Một tác phẩm cù vú rất đẳng cấp nha, rất đẹp. Màu da thì vàng ống luôn anh em nha. Thì nuốt đá hết nè. Thân cốt của nó đặc nạc nha anh em. Bờ đớ thì bờ đớ bài bản nha. Bờ đớ rất là bài bản nha anh em. Ngay chỗ này thì nó có cái lũa thép âm thân lâu năm nè. Cho lũa rủ rin của nó nha anh em. Cây đóng chi chốt canh rút ngọn nha anh em nha. Rất đẹp. Đóng thế cái bầu nu là hoành 24. Bầu nu hoành 24 nha anh em. Hoành sát gốc là 190. Nặng khoảng gần 500 kg nha anh em nha. Này hàng cẩu nha anh em. Này ghép xe cho Việt Theo không nhận nha anh em nha. Việt Theo to quá nó không nhận anh em. Rất đẹp. Nó ra những cái bề cốt của nó tạo thành những cái đường cốt nu của nó. Rất là lực cây nha anh em. Rồi, anh em nào thiện chí thì xin liên hệ qua số điện thoại. Chào anh em.